Trần Bình xin được mến chào quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay Trần Bình sẽ đưa quý vị và các bạn về thăm làng An Đô thuộc phường Hương Chữ, Hương Trà, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay chúng ta cùng theo chân Trần Bình đến thăm một nhà của một ông nằm ở làng An Đô. Quý vị và các bạn cùng với Trần Bình sẽ bấn một cây mai có thể tương đối đẹp. Đây chính là cây mai mà Trần Bình vừa mới nhắc đến. Quý vị và các bạn cùng với Trần Bình sẽ bấn và di chuyển cây mai này về vườn. Nếu có cá nhân hay tập thể nào muốn sở hữu cây mai này, hãy liên hệ số hotline của Trần Bình để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn. Bên này nó mềm hơn bên kia, là dễ sẵn. Bữa trước đang chặt mấy cành này đi vô. Bữa trước đang chặt mấy cành này đi nữa. Cắt mấy cành này uống nè. Cây này hoành khoảng mấy anh? Đo hai tay thì còn dưới đi vừa thôi. 50 à? 47. Không, mình đo cái chỗ ngay cái chỗ gồ đâu này. Đo bên này nha, chỗ gồ này phải đo xịt lên chút hoặc xuống. Ngày đào đây mai có lịch đào bên kia rồi. Lịch đào cây nó kín luôn hả? Hai cây bên kia to không? To. Còn còn nhỏ. Bên tì bé nở. Hai cây bên nó là cái gốc nhỏ hơn nhưng mà cao hơn à? Cao. Đẹp hơn à? Tạo luôn á. Đất mềm mà cây hai cứng. Bên nếu họ mua thì biết đó, đi đào thôi chứ. Mà đây cơ bản là đất có mềm không? Đây thì một hướng. Nói gì con? Nhà báo à? Con tên gì? Hey? Nhà báo. Con thích làm nhà báo con. Hey. Mấy chậu đẹp chứ mẹ, mấy chậu là những cây khác liền rồi. Chứ mấy chậu cho đẹp đẹp á. Đẹp lắm mà đi. Mình nói cây chi hòn, cây chi hòn của chậu hết mình. Cây chi hòn. Cây mà cây được ta về bừng một cái cây rưỡi để ổn mà chị xuống dài ổn cái cây chứ này. Cây nấm điêu, bông búa trong lũ đều còn về hết băng rồi đẹp lắm. Một cái chậu nữa. Mà đồng mà sau lại người ta cấu ra cái cọng mà đi cái gì cọng cái gì vậy. Chầu 5 triệu à? Đi xây lại cho hồ được.
Trâu 5 triệu ghê lắm hay? Ghê lắm, cái trâu to. To to bao nhiêu, rộng thi bao nhiêu? Còn sắp xong rồi các bạn ơi. Còn khâu chặt cái rễ chậm nữa. Lấy gì anh? À, xúc của tạc lên thôi mà. Thưa quý vị, đây là khâu buộc bầu. Chúng ta dùng dây cao su với lại là lưới để chúng ta bọc bầu lại. Sau đó sẽ cuốn dây cao su quanh bầu để giữ chặt cái bầu lại khi di chuyển cho nó khỏi vơ bầu. Chạy qua đây là hết lôi luôn, chạy qua đây là vừa tới đây là dòi rồi, lôi mua này mà lôi. Được chưa, dữ dữ vậy. Bắt có cho sạc thôi, bắt đe đe có cho sạc. Sạc thì được. Một dây thì có tuột không? Một dây ở dưới chân có tuột không? Từ từ. Lên đây. Thưa quý vị và các bạn, xe cầu đang cầu cây mai xuống tại vườn. Trời đã tối cho nên là hình ảnh quay không được rõ lắm, cho nên Trần Bình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Trần Bình trong quá trình bứng và di chuyển cây mai về tại vườn. Xin trân cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Lắc co tí đó. Co tí tư. Co thảo dây nghe. Co. Nghiêng cháu ạ. Nghiêng lên là rụt cái dây dưới cái đó. Nghiêng qua.